thưa quý vị và các bạn đã nhìn thấy tổ ong khoái lớn như thế này bao giờ chưa ạ? Những tổ ong khoái này có đường kính lên đến 1,5 m, thưa quý vị và các bạn. Ở đây là công việc của những người dân xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Hàng năm thì họ sẽ vào rừng đến những hang ong khoái như thế này để thu hoạch sáp ong và về làm công việc truyền thống của mình, đó là in hoa văn bằng sáp ong. Đây là một công việc rất là đặc biệt và tổ ong khoái này thì đã được có tuổi đời lên đến 150 năm tuổi kể từ khi người Dao Tiền đặt chân đến bản Hoài Khao. Và chúng ta sẽ tiếp tục dõi theo hành trình những người dân ở đây họ sẽ khai thác sáp ong như thế nào và sẽ chế biến sáp ong ra sao để có thể có những cái họa tiết sinh động trên quần áo của người Dao Tiền. Năm nay bà con phấn khởi được mùa sáp, thu hoạch được hơn 60 tổ ong từ hai hang, rơi vào khoảng 100 cân sáp ong, đường kính kỷ lục của một tổ lên đến 1,8 m. Chính sự chung sống hòa bình, tôn trọng thiên nhiên và dựa vào thiên nhiên của người dân nơi đây đã cho họ những món quà này. Đi đến hôm nay thì em vừa mới đi lấy sáp ong cùng với mọi người làng mình về, rất là vui, rất là vất vả nhưng cũng rất là vui. Vậy thì chị có thể chia sẻ về cái kỹ thuật in hoa văn trên sáp ong của người Dao Tiền thì có từ bao giờ và kỹ thuật làm thì có khó không ạ? Rồi cái hoa in hoa văn sáp ong của dân tộc Dao Tiền là từ xưa đến nay rồi, không biết cả đời nào rồi là có rồi, nhưng mà cái in là cầu kỳ lắm, quá cầu kỳ luôn. Từ khi mình mua vải ở chợ về là thành vải trắng. Rồi mình về mình mới mài. Mài xong là mình mới in. In những cái đường này trước. In hai trên cũng in và dưới in bằng nào đường thì trên cũng in bằng đấy đường. Gọi là dân tộc Dao gọi là chùn thanh. Chùn thanh. Ừ. Bắt đầu in xong chùn thanh người ta mới bắt đầu người ta mới bảo hao chùn. Hao xong là mình mới bắt đầu lại mài. Mài xong mình mới in mới đến hoa trong, là nó có ba loại, nó có ba loại người dân tộc Dao gọi là què ấy, ba loại hoa văn. Ở ba loại cái để chấm ấy là có ba loại. Què, cái què chùn thanh què, chùn hao què và với chùn treo què, cái này là chùn tìn. Xong là bây giờ cái này, cái này là chùn thốt, là dân tộc Dao nhé. Thế là bốn loại. Mình mài đến nhắn xong là mình mới in những cái này, những từ ô này với cái đường này gọi là chùn treo. Cái chùn treo nói chữ kinh vẫn là đường mà, đường của váy mà. Đấy, những cái này là mình in rất cầu kỳ lắm. Ngày chỉ được một ai in giỏi ngày chỉ được một bên thôi. Cái này thành bốn mảnh hàng ngày, đến sáng đến sợ tối thì được hai mảnh, đừng cả hai ngày mới được một cái váy. Cầu kỳ in xong mình không phải là được như thế đâu em ơi. In xong mình mới bắt đầu làm tràm về nhuộm nó cho nó lên màu đen như thế này, xong là mình mới đun nước sôi, mình mới nhúng xuống mới thành váy như về, mình mới khâu như này mới thành cái váy như này, xong là mình còn viền vải láng qua đây nữa. Rất cực kỳ. Vậy thì đối với những cái hoa văn này thì nó có ý nghĩa gì riêng không ạ? Chị có biết ý nghĩa của từng loại hoa văn không? Ý nghĩa của từ cái hoa văn theo váy sáp ong này chỉ nó là biểu tượng cho cái gì ạ? Biểu tượng cho phụ nữ Dao. Ai biết làm khéo hơn, ai váy ai đẹp hơn, mà ai khéo léo hơn. Ngày xưa thì người già yêu nhau thì ai biết làm cái này thì họ mới lấy làm vợ. Còn người phụ tượng trưng cho người phụ nữ ấy, người phụ nữ người Dao ấy, chấm điểm đấy ạ. Chấm điểm đấy, ai biết làm thì người ta mới lấy về làm vợ mình đấy, còn ai không biết thì chắc cũng phải ế đấy. À, chấm điểm trên hoa văn luôn là xem là ai đẹp thì ai đẹp hơn, đúng không? Khéo hơn. Ai khéo xấu vẫn lấy, nhưng mà ai chấm khéo hơn thì người đấy váy mặc đẹp hơn ra, ví dụ đi hội người ta cũng
chiêm ngưỡng những cái xem ai của váy ai đẹp hơn. Bởi vì ai là mình là tự trang phục mình tự làm, đúng rồi. Nên là nhìn cô gái là lấy cái cô gái có khéo không mà cô mặc bộ trang phục đấy, đúng rồi. Thế thì như bình thường thì một người phụ nữ giao tiền thì có khoảng bao nhiêu bộ trang phục, tất cả cả đời mình sẽ có bao nhiêu bộ trang phục cả đời? Tùy ai làm được nhiều thì cũng tầm 20 đến 30 bộ ấy. Như bá này là tầm 20-30 bộ đấy, còn chị thì cũng chưa hầu hết 12, với về làm dâu thì làm chỉ được 10 bộ thế thôi, 10 bộ, 12 bộ, mười mấy bộ thôi. Cả gia tài là 20-30 bộ thì một bộ thì bao nhiêu tiền, có đắt không ạ? Đắt chứ, cả riêng cái áo này là 1 triệu rưỡi rồi, cả váy là 1 triệu, dây lưng 300, khăn 300. Cái này là trừ ra không tính, cái cúc này là bằng bạc là 4 triệu. Wow. Một bộ là 4 triệu. Em thấy hình như là còn ngoài cái cúc bạc này còn có nhiều phụ kiện bằng bạc, hôm nay là thiếu đúng không ạ? À thiếu, hôm nay chị không mang ra. Là cái vòng bạc là có giá trị lớn nhất đấy ạ? Lớn nhất đấy, gia tài đấy, gia tài của... Chị Liên thì có bao nhiêu cái vòng bạc ạ? 7 cái. Wow. 7 cái vòng bạc trị giá bao nhiêu tiền ạ? 7 cái là bây giờ tính theo bán ra ngoài là 7 cái là 33 triệu. 33 triệu, nhưng mà còn súng xính, còn 4 cái vòng nữa. Súng xính xuống đằng sau, tính giá trị của bộ trang phục bằng bạc của phụ nữ là 60 triệu. 60 triệu một bộ hoàn chỉnh đấy, hoàn chỉnh. Thế bộ cô dâu thì có đắt hơn không ạ? Chính xác là bộ cô dâu là đầy đủ nhất đấy ạ? Đầy đủ nhất là 60 triệu. Vâng. Em nghĩ là cái tên giao tiền này là nó cũng xuất phát từ cái những cái trang phục, chính những cái đồng tiền đúng, này đúng rồi. Là giao tiền đúng không? Đúng rồi. Để phân biệt với dân tộc giao đỏ. Giao đỏ đúng. Vậy thì dân tộc giao đỏ hay những dân tộc khác thì có in hoa văn bằng sáp ong không ạ? Không, chỉ có dân tộc giao tiền mới in hoa văn trên sáp ong ạ. Thế thì chị có thể nói thêm về hai cái tổ ong khoái rất là lớn, hai tổ ong khoái khổng lồ của làng mình thì được lưu giữ như thế nào, và tại sao lại con ong khoái nó lại quay trở lại hàng năm như thế chị nhỉ? Đây là ong khoái là từ xưa đến nay rồi, năm nào bà con ở trong xóm cũng góp gà, góp giấy, góp hương, giấy bản ấy đi cầu. Hôm năm nào mình thu hoạch thì mình cầu, đến mùa thu là đi, ong sẽ đi, đến mùa xuân ong trở về. Đấy. Ngày từ xưa đến nay rồi. Từ chả biết nơi nào, chị về lớn lên thì cứ thấy bảo là ở đây là ông khoái là từ xưa đến nay, chung người già cũng kể và từ xưa đến nay là toàn cầu là ông về. Cứ mùa thu là ông đi, mùa xuân là ông trở về làm tổ. Em vừa được nghe chia sẻ là chính vì là làng mình không bao giờ lấy mật của con ong, không bao giờ đúng lấy rồi, thế đúng nên rồi. Nó mới quay trở lại đúng rồi, không ai đi động đến, cứ chờ ông về ông tự đi, mình mới đi lấy sáp thôi. Còn mình không bao giờ động đến ong, mà không bao giờ làm hại con ong đấy. Thế là mình phải sống chung với thiên nhiên thì nó mới có thể sống chung với mình được đúng không ạ? Và mang lại cho mình những cái giá trị, đó là những cái bộ trang phục truyền thống vô cùng sinh động như thế này đúng không? Đúng ạ. Mỗi năm người dân giao tiền đều phải đi lên rừng để lấy sáp ong để phục vụ cho việc in hoa văn trên những chiếc váy chàm. Đây là một phong tục không thể thiếu được, nếu như không có thì phải đi mua, không thì không chạm được váy. Chúng tôi đang nấu sáp ong, rồi ép lấy cốt, xong lại lấy lên từng cục, sáng mai lại nấu một lần nữa để đông lại rồi chia cho anh em. Những chỗ khác không có sáp ong thì họ phải đến đây mua, chúng tôi cũng chia sẻ. Như với những người giao tiền ở Nguyên Bình hay ở Ngân Sơn Bắc Cạn thì họ đều tìm đến đây. Công việc cứ thế diễn ra liên tục như vậy từ sáng đến tối. Họ làm cả đêm, cùng nhau hát điệu báo dung, trò chuyện vui vẻ và kể về quá trình đi lấy sáp ong năm nay vất vả như thế nào. Sáng sớm hôm sau, những cục sáp ong thô sẽ được hòa cùng với nước nóng đun sôi lại một lần nữa và lại ép bã như vậy. Khi sáp ong không còn chút cặn nào, nhẵn mịn, vàng óng, người giao tiền mới chia nhỏ thành từng miếng và chia đều cho các hộ gia đình trong xóm. Trung bình, mỗi chiếc váy in hết một lạng sáp ong. Năm nay, xóm Hoài Khao chế biến được chừng 35 cân sáp thành phẩm. Những miếng sáp ong được làm cầu kỳ như vậy, nếu bảo quản tốt thì dùng 2 năm cũng không vấn đề gì. Họ cần sáp ong để in họa tiết trên váy, vì những chiếc váy áo truyền thống này sẽ theo họ trong những nghi lễ quan trọng như lễ cấp sắc, lễ cưới, ma chay, vân vân.
Chị Liên ơi, bản mình thì được gọi là bản du lịch cộng đồng. Trong thời gian tới hay là bây giờ cũng thế thôi, đã có rất là nhiều khách du lịch tìm đến bản mình để tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống rồi. Vậy thì chị nghĩ thế nào về việc là mình sẽ phải lưu giữ những cái nét văn hóa truyền thống này tốt hơn, bảo tồn tốt hơn để có thể mời gọi được du khách đến đây ạ? Trước kia chưa thành du lịch là dân tộc Dao vẫn lưu giữ cái nét truyền thống rất tốt, không bao giờ bỏ được cái nét đấy. Mà bây giờ thành du lịch rồi, các để khách vào chiêm ngưỡng, để khách vào xem là càng tốt nữa. Bây giờ bà con ở trong xóm, kể cả từ già đến trẻ, ai cũng lưu giữ cái này. Từ trẻ em đến 10 tuổi đã biết thêu và làm những cái trang phục này để lưu giữ lại, để mình sau này mình vẫn mặc ngày lễ, ngày Tết, ngày đi hội, đi hè, mình đi đám cưới các kiểu là mình vẫn mặc hết. Vậy cái phong tục nhuộm răng đen này hay là làm chế tác bạc này, rồi là những cái nghi lễ truyền thống như lễ cấp sắc này thì hiện nay ở Hoài Thao vẫn còn lưu giữ khá đầy đủ, đúng không? Đúng rồi. Cái lễ cấp sắc là từ xưa đến nay rồi. Ai mà trưởng thành dân tộc Dao thì có hai tên, một tên là tên âm, gọi là tên âm là lễ làm lễ trưởng thành. Lễ trưởng thành gọi là lễ ba đèn, là gọi là bọn nhôm theo phổ thông là quá tăng là mình vào đoàn ấy. Còn lễ tẩu sai là 12 đèn là mình vào đảng. Nghĩa là thế. Đấy. Vâng, những cái phong tục vô cùng thú vị và lôi cuốn du khách có thể tìm hiểu, đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn chị Liên ngày hôm nay đã chia sẻ một số câu chuyện về nét văn hóa truyền thống của dân tộc Dao Tiền. Rồi. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì nhà của chị Liên cũng như là những cái homestay ở trong bản sẽ đón thêm thật là nhiều du khách để có thể giới thiệu nét văn hóa của người Dao Tiền ạ. Vâng, vâng. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Ok.